Rồi, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Nay cho bạn coi cá này cái gì đây? Dạ. Tên tên. Ủa, ghê chưa? Đây. Các bạn coi đũa giống cái gì? Cầm găng đó nè. Cá mập siêu to. Nó chơi là thôi nha bạn. Cái này ở ngoài biển người ta gọi là cá nhám á. Còn ở chỗ của mình á, thì ngư dân gọi là cá mập nhám. Thì tại nó hình dáng các bạn, nó giống như con cá mập vậy đó. Mà cá này nó lạ cái là sao mà nó sống ở sông Tiền mình luôn mới ghê. Sông Tiền là nước ngọt, mà cá này thường là sống ở nước mặn. Tào lao. Cái đuôi nữa nè, bạn coi nè. Nó nhám trời ơi, nhám như với nhám vậy đó. Bởi vì người ta gọi là cá nhám, cá mập nhám là vậy đó. Ngư dân đây gọi là cá mập nhám luôn. Ôi, những cá nè. Nó nhám y như cái miếng mà người ta hay lấy để chạy. Những nhám đó. Nhìn giống thịt con cá mập không khác chút nào luôn. Bởi vậy người ta gọi là cá mập nhám đúng mà. Mà nghe nói là mấy cái dây này nè. Nó mềm sụm. Mềm sụm mà cỏ chặt nghe nó ăn cũng tốt. Cá này là do hồi tối á, mẹ mình bả sợ hư ấy mà. Mẹ mình bả sợ ủa nó sình á. Nên mẹ mình bả mổ cái bụng trước rồi. Về tối quá cho nên là phải mổ bụng chứ. Ủa, bây giờ là con đoạn mặn thôi. Tem tem tem. Cá này 4,2 kg rồi. Để Phu làm ảnh bìa con cá làm kỷ niệm. Rồi. Nó được cái nó dài á. Ôi, da thon. Hôm qua em tưởng đâu là em nhìn thấy cái đuôi, em tưởng cá lăng, em đem cá lăng cái gì? Tào lao, cái gì mà cá lăng? Cá hú hả? À? Cá chê á. Giống con cá ngát hả? Ờ đúng rồi, bữa cũng tưởng cá ngát. Em thấy người ta cạo cho nó trắng luôn. Để em cạo cho nó ngắn. Cá này là nào giờ nghe ngư dân ở sông Tiền này nói bạn là 20-30 năm nay là mới gặp lại đó, mới thấy đó đó. Cá này là cá hiếm ở sông Tiền nha. Có thể đối với mấy bạn mà ở vùng biển thì có thể gọi là quá quen, quá gặp con cá này thường xuyên. Nhưng mà ở chỗ mình gọi là cá này là cực hiếm mà. Mấy chục năm mới thấy nó đó. Mình nào giờ cũng không biết luôn. Mà bữa giăng lưới á, mình Đạt với chú á, gỡ lên mình với Đạt không biết cá gì. Nên có chú đó, chú gành đó, chú biết. Tại mấy người lớn lớn tuổi thì họ mới biết mà. Tại cá này sau này không thấy nữa. Cô hút mình cạo khí thế. Giống thịt với nhám. Em thấy người ta cạo lắm, cạo nè, mà sao vậy rồi biết chừng nào nó mới hết nhám. Đâu có đó gì đâu có ăn mà biết. Cá này nào giờ đâu ăn. Nói chung mới gặp lần đầu tiên luôn á. Là ra mình mua con cá này là dạng như mình cũng muốn cho ba mẹ mình ăn cho biết á. Nào giờ ba mẹ mình cũng chưa gặp mặt con cá này là cái gì. Bởi vậy nó chỉ là ăn. Về mua cho ba mẹ ông ăn cho biết. Nào giờ ông bả cực khổ. Cạo trắng tư luôn mà. Sau đó là mình biết thu hưởng ké. Tôi thấy nó không trắng hay nào gì kèm. Sao con không thấy trắng hả đẹp? Ừ, em thấy người ta cạo trắng tư luôn á. Cạo dữ nào. Nào lấy mấy mài nó không? Lấy nhám rồi mài trước á. Lấy nhám ra trà. Tào lao cái nhám, cái nhám trà. Bóc khấu hôm nay Thu làm món nhúng giấm. Nhúng giấm của mình chén. Có rau sẵn rồi đó. Ừ. Giờ chỉ việc làm cá mình phi lê thôi. Phải công nhận con cá này nhìn giống thịt con cá mập mà. Dạ. Hai bên hông nó đó với cái hàm nó lườn dưới phía dưới cũng thịt luôn. Ủa cái da nó dày kinh khủng rồi. Mẹ cái da nó dày. Dạ. Mẹ nói hôm bữa mẹ khứa dài. Dài lắm. Rồi, chờ đi 12 giờ khuya mặn xong. Thì không trắng nổi luôn. Muốn tấm trắng nha. Ê, mẹ tấm trắng nè. Trắng rồi đó. Trời, dán cậy. Muốn ăn phải lăn vào bếp mà.
nhìn cái đuôi nó lạ lùng thế. Tím. Ừ, cái trên vậy thòn, phía dưới nó ngủng à. Ở bên đó người ta đang làm nhà, bởi vì nó hơi ôm sùm, các bạn xem thông cảm giùm nha. Làm họ dùng máy cắt gỗ làm cửa. Trời, cái dừa trái kinh khủng luôn. Cái này chắc một hồi mưa rồi bạn ơi, thấy tiên thù lùi thù lũi kìa. Bây giờ mấy cái dừa này là nhìn sơ sơ là cũng biết dừa hồi xưa rồi. Chứ bây giờ là người ta trồng dừa xim lục, dừa này, dừa nọ rồi á, là cây thấp nhũng rồi, nó không có cao dữ vậy. Dàn mướp này bữa nào cũng thu nó rảnh, mình giúp thu làm lại. Thấy trồng vậy mà trái ghê hồn luôn á, ăn không hết, cho hàng xóm. Để lại mấy trái mướp chín rồi đó, để chuẩn bị mình lấy hột, nó khô rồi. Hai trái, đó một trái, đây một trái nữa. Đang lùi rồi các bạn, khó thấy. Gốc cây dừa này là cổ thụ mà tính ra đâu cũng khoảng hơn 50 năm có. Nghe mẹ mình mới nói lúc mới về đây là đã có cái cây dừa đó. Về làm dâu á. Thu kêu mình hái mấy cái hẹ nè để hồi gói bánh chén đồ ăn. Ở dưới quê mình được cái là có rau gác đầy đủ. Muốn ăn là ra sau vườn hái. Có hẹ này thì mình phải trồng trong đây, trong chậu. Hẹ thì mình ngắt sát dưới đây nè, rồi tự động nó mọc lại. Hẹ lại mọc không kịp vô khu luôn. Hẹ trời mưa mà sao nó nhìn nó héo queo ta. Dạo này nước nôi đầy đủ mà mưa hoài mà sao héo dữ. Thấy nó còi cọc vậy chứ mà ăn tốt à. Bảo đảm không phân thuốc. Giờ mấy bạn mà đi chợ mua mấy rau gác hay là cái này nọ mà bạn thấy nó cọng nào nó bự mập ha. Đẹp đẹp á, là thôi phân thuốc dữ dằn lắm. Hẹ này mà mình khoái ăn nhất rồi, bạn biết làm món gì không? Không phải làm món nữa. Mình nhớ hồi đó mình làm công ty xí nghiệp ở trên khu chế xuất Tân Thuận quận 7 á. Thường lúc đó công ty mình tăng ca 10 giờ không à. Mà thấy ghê hồn không, sáng là đi làm tới 10 giờ mới ra tan ca, về tới phòng trọ là tắm rửa này nọ không, tôi ngủ là 12 giờ mấy, ngày nào cũng vậy chứ. Một tháng là trung bình 120 tiếng á, tăng ca bạn. Mà đó mình làm cho công ty Đài Loan á, lương nó thấp lắm, bởi vì cũng phải nhờ tiền tăng ca đó. Thứ bảy và chủ nhật á, thứ bảy thì khỏi nói rồi, thứ bảy thì tăng ca 8 giờ về, thường ngày mấy ngày kia thì 10 giờ. Sáng 7 rưỡi bắt đầu vô làm rồi. Nó nhắc tối á, thường mình nếu tăng ca 10 giờ thì họ có phần ăn lúc 8 giờ á. Mình phá nhất là ăn cái hẹ này, phải làm gì không? Mì gói. Hai sủng không à hả? Sủng hả? Cắt mẹ hiu. Em tưởng đâu là phải dùng vũ lực rồi dùng búa tạ rồi chứ. Không, hồi nãy em cũng tưởng là phải cắt cái dùng dao bự á. Để mà sụn không cắt dễ. Cắt nhẹ hiệu à. Mà thịt trắng bóc. Mà mình nhìn có vẻ cái cá này thịt nó không nhiều bạn ơi. Ở trong các bạn coi nó mọng than à. À. Đó, mọng than à. Da nó nhìn dày quá ha. Rồi ăn mình cắt hết luôn hồi mình lấy đi. Dạ. Nghe không? Đó, nghe hiệu. Ủa, nghe hiệu quá bạn ơi, ngọt xớp. Như cái gì lá gì lá phổi lá gan gì nữa. Biết chết liền á. Kiểu nhà quê mà mấy cá mắm này là lạ không biết nữa. Em mấy cái này em lọc hết chưa. Má không hơi nguy hiểm. Dùm miếng thịt trắng bóc.
cái này á là phải trụng nước sôi mới cạo được cả nhà. Cạo ra xong mà nó trắng được như vậy nè. Đó. Nó trắng được như vậy nè. Hàng chi hồi nãy em nói cạo vậy biết nào mới trắng. Phải trụng nước sôi mới được, trụng nước sôi mình mới cạo được. Cá lạ bởi vì khâu mặn chưa được gành lắm. Đó thì em không có làm, em tưởng cá mà giống như cá cha nó có nhớt á. Mình mới trụng nước sôi. Trừ 50.000 tiền lương. Anh mặc vậy anh ăn. Anh em mình cá lộn nhau hoài hả? Làm cho ăn mà còn nói nữa. Mà thịt không à nha. Cái lườn xương á, lườn giữa như của nửa giữa nó có gì nè. Nó chỉ có cái lườn giữa thôi. Chẳng qua là anh ăn là chợ mày buồn nó mới ăn thôi. Thiệt không? Em không buồn, không ai không buồn. Mình công nhận thịt nó trắng bóc thiệt bạn ơi. Ủa sao nhìn thịt nó giống như thịt heo ha. Mỡ á. Nè bạn coi nè. Thấy không? Trời cái này nhúng giấm rồi coi cuốn bánh chén rồi. Nhúng vô cuốn bánh chén. Nhức gan. Thịt không à. Không có thứ gì chịu nổi. Thứ gì chịu nổi. Thứ bảy chủ nhật chịu mới nổi thôi. Đây một hồi lấy làm khúc này đi. Mày thấy nhiều quá. Làm không hết đâu, ăn không hết đâu. Rồi chờ trường khúc đem ra mày nhà vợ mình. Cá này trắng mà vô cái đèn đi, chiếu sáng cái điện thoại luôn trời, ghê thiệt chứ. Tranh thủ mà ăn chứ ngồi ngồi tối mà, mũi dữ lắm. Qua ăn mà ngồi đập mũi không? Qua nhà mình ăn cơm, không có quay phim nhưng mà đập mũi bẹp bẹp. À, nãy em nói sao cảo không được, quyết nào nó mới trắng thì ra là phải có nước sôi. Nhìn cái xớ thịt nữa nè, nhìn nó cũng là lạ. Không biết thịt nó ăn ngon không á. Chị số làm gì? Chị số dò chưa? Nhưng mà biết chị số người ta dò chưa? Lại chúng với số đó 1 tỷ mấy 2 tỷ ông Út bà Út chưa dò là mày mệt mỏi. 2 tỷ đó. 2 tỷ á. Này chân sống để ấy nè. Trời cái xương sống giống như cái xương sống gắn trợn. Nè. Nó xíu à. Mình khỏi công nhận này, cá này nó thịt nhiều à. Cái chứ nó tuy rằng nó bọng nha. Nhưng mà cái là xương rất xỉu à. Kiểu xương sụm luôn nè. Được cái sống không à. Sống lưng nè. Da mới vậy quá. Em thấy cái này hồi em còn ướt. Da nó nè. Da nó dày. Dày, dày cua luôn á. Mình điều cá này em thấy hình như nó không có mỡ rồi phải. Thịt không mỡ. Ừ, thấy thịt này cái kiểu nạc không à. Hồi em ướp. Cá này nó giống như cá dồ, nó có cái mùi. Một hồi em sẽ ướp gừng, ướp phi đồ vô cho nó ép cái mùi. Cá quý hiếm của mình nó giống như cá dồ. Tào lao. Cá quý hiếm đó. Đối với ngư dân ở ngoài biển thì quá bình thường. Nhưng mà đối với ngư dân mà ở sông Tiền này mà kiểu mà sông nước ngọt nha. Không phải riêng sông Tiền đâu bạn. Như ở tỉnh Vĩnh Long này nào á. Cá này là cá hiếm đó chứ không phải chơi đâu. Nước gừng mà vô. Giờ này mình còn chưa nấu nữa mà con cá không à. Thấy cũng lâu nữa. Do cá mới mình không biết làm, không biết này nó làm sao. Không biết có trộn nước sâu không, ngồi cạo khí thế luôn. Hồi nãy tính đem cái máy mài ra mài luôn, ghê nữa chứ. Cạo quá, ai mà lấy máy mài. À có cạo thiệt, cạo dữ lắm luôn á. Sát con khúc mà được một thao. Ghê.
Giờ mình ướp gia vị. Tỏi phi rồi cái gì nữa, xả. Xả hồi em phi. Cà lo. Cà lo à. Cá con khúc mà thấy nhiều quá ha. Cá này không có xương mà bởi vì thịt nó nhiều. Tí bột ngọt. Có gừng ở sau nhà chứ đâu. Trộn đi cho nó thơm. Bữa nay là hơi tối rồi đó. Gừng này anh nhớ là có món chè gì nó ngon lắm thôi. Chè gì mà có gừng? Ừ, chè xoay nước. À đúng rồi. Ừ, ghê chưa. Đúng rồi. Nhắc tới bữa nào làm món đó mới được. Nào giờ cũng chưa làm chè cho nước. Món nó cũng là đặc sản miền Tây á, nổi tiếng nào giờ. Bảy nổi ba chìm với nước non là nó đó. Bảy nổi ba chìm với nước non hả? Ừ. Hồi thời học cấp 1, cấp 2 vậy. Lâu quá không nhớ. Cá mà ướp xong là em bắt mà lẩu lên nhanh lắm. Nhiều lắm đó nha. Nhìn hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Thấy nguyên thau luôn. Nhiều lắm đó. Này hai cái bia bảo đảm không hết nổi. Đó giờ bắt mồi lẩu rồi. Em có giấm nấu với nước dừa. Nhìn cái đèn dầu đi nhớ lại thời tuổi thơ dữ dội vậy. Hồi đó mình đi học là còn lớp 6, lớp 7 gì còn đèn dầu. Có ốc thu là sướng nhất. Vậy. Sau này đi học là có đèn điện rồi. Bởi ốc trong nhà cái gì cũng sướng. Vậy mà ai cũng binh vực. Dìm hàng mình không, binh vực thu không. Sướng đâu. Thu khổ lắm. Tội khu lắm. Gì? Này mình phi lên rồi tích tắc là xong rồi phải không? Hả? Này lên mình phi sơ là để xong nó vậy. Sôi cái mình thả mấy cái xương rồi vô con cá. Cho tí dầu hiệu gì simli sumala gì đó simli đó là gì vậy? Phi. Cái này là do em phi sẵn nồng mùi thơm nồng nặc phi xả ớt em phi chung là được nhé. Oh, mùi thơm khó tưởng. Nếu giấm là em sẽ nấu nước dừa cho nó ngon. Người ta phải nói là hỡi ai mà nghe bắt lỡ lắm phải quá. Có cơ hội cứ dìm thôi. Mẹ mình đang đi kiếm ăn vịt đẻ, giờ này gần tối mà chưa chịu vô chuồng nữa. Rồi thiếu mồi các bạn, rồi nó ham mồi quá đi ăn gì đó. Nãy con gặp nó ở đây nè. Chuẩn bị tối rồi. Ờ nãy con gặp nó đó đó. Con thấy nó đi qua đó đó.
Trời dính mưa đang thù lùi luôn rồi. Cho nó quy cái thơm, bắt đầu mình chế nước dừa vô. Giấm để sao ha, để bây giờ luôn. Em để luôn chứ. Em chế một lần xuống luôn, vậy nó nhiễu. Còn miếng nước đó cũng cổ phu với có ai. Đúng không? Còn nửa trái dừa đó. Nước dừa nhiều quá. Này là giấm. Mà thử giấm đi mẹ. Cho tí nước vô. Mình nhúng cho nên là cũng hết nước. Để cái đường phèn lên. Tối rồi, tối rồi. Có cờ lo không? Em đã. Lúc nào cũng phải có cờ lo. Dạ. Cắm gì bỏ thằng câu mới vô. Câu nào? Hoa nước lử không? Ngon ngon. Hết sảy con bà bảy. Chuẩn bị ăn thôi. Chín rồi, chín rồi. Mùi thơm khó cưỡng. Có xả vô nó thơm. Lại tôm gà giờ trời mát mẻ nè, ăn mấy cái món nóng nóng nè. Đúng bài luôn. Nhè lên nhúng ăn ngon. Bao ngon, bao ngon. Ngon chứ, bao ngon chứ. Không ngon chữ bệnh xác. Trời, anh phải tin vô em chứ. Tin nút thù quá là bán lũ giống luôn bạn. Xong. Vậy là xong rồi đó các bạn ơi. Nhìn hấp dẫn ha. Khỏi chê. Dọn lên ăn thôi Thu ơi. Khói quá rồi. Trời ơi. Uống thử đi Thu. Cá chưa bỏ vô đó chị Cúc. Cá chưa bỏ vô. Nghe Thu nói chuyện. Rau rác đầy đủ. Đầy bún. Chuẩn bị chiến đấu thôi. Đồ thơm, có mùi giấm thơm, nãy mùi giấm. Em ăn thử rồi ngon lắm. Em ăn thử hồi nãy mấy cái sườn nó để vô á. Ngon. Giờ muỗi quá trời, tranh thủ lắm cũng tối.
nó đục lại. Ừ, đúng rồi. Yeah, cái sữa thịt nè. Ừ. Ngon không? Mũi nó bay quá trời bay. Da nóng. Da nóng. Chúng ta thử coi sao sao sao. Mời cả nhà nha. Ba đang cứu cho mẹ. Ồ, cuốn nhỏ dữ ha. Nó nóng quá. Ngon quá. Mời cả nhà nha. Ngon lắm luôn. Ăn thấy mà cảm thấy ngon. Bao ngon. Bao ngon, hôm nay bao ngon thật luôn. Bao ngon thật thì mấy lần tí là bao ngon xạo ha. Dạ. Nhưng mà ý là cái này nó rất là ngon. Thiệt. Đây em chưa ăn bao giờ. Không cạo nước hả? Con cạo rồi. Xong rồi nghe chị Dung nói á, cái con mới lấy nó. Tại vì chị Dung hôm trước nói em nghĩ chị Dung có đem về một lần á. Chị Dung thấy cái gì á, có chỉ á. Chứ mà đây mình không biết, mình không ăn mình không biết. Cũng nội cạo nha. Mà thấy cái da nó bình thường vậy đó nội cạo. Cạo khí thế luôn. Mình cũng xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha.